Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5 tuần 19 trang 7 đến trang 8. Số 1 nhỏ, đọc hai đoạn kết bài, bài tập 1 tiếng Việt 5 tập 2 trang 14 và cho biết cách kết bài ở hai đoạn này có gì khác nhau. Viết câu trả lời vào bảng sau. Đoạn kết bài A, B, cách kết bài. Như vậy ở câu số 1 này các em sẽ đọc lại hai cái đoạn kết bài ở trong bài tập 1 tiếng Việt 5 tập 2 trang 14 và cho biết là hai cái kết bài này có gì khác nhau và các em sẽ viết câu trả lời vào đây. Như vậy các em sẽ nghe lại hai cái đoạn văn như sau. Đoạn A: nếu có ai hỏi rằng em yêu ai nhất thì không cần suy nghĩ, em có thể trả lời ngay: em yêu bà nhất. Đề bài tả một người thân trong gia đình em. B: lần về quê nội vừa qua, một buổi sáng em chạy ra cánh đồng làng. Nơi ấy vòm trời cao vời vợi, không khí thoáng đãng, mùa lúa chín vẫn còn thoang thoảng. Những chú trâu đang thong thả gặm cỏ. Tất cả đều hấp dẫn em đến kỳ lạ. Phía trước em thấy một bác nông dân đang cày ruộng. Em chợt nhận ra đó là bác Tư, một người lối xóm nội em. Đề bài tả một bác nông dân đang cày ruộng. Như vậy các em vừa nghe hai đoạn của bài tập 1 tiếng Việt 5 tập 2 trang 14. Thì các em thấy ở đoạn A đó là kiểu kết bài không mở rộng, kiểu kết bài không mở rộng. Thì ở đây không mở rộng đó là sau cái lời tả về bà. Sau lời tả về bà. Là lời nhấn mạnh tình cảm đối với bà. Còn ở đoạn B, ở đoạn B đó là kiểu kết bài mở rộng. Thì ở kiểu kết bài này, đoạn văn đã tả xong bác Tư. Tả xong bác Tư. Người viết còn nói lên tình cảm với bác. Bình luận về cái vai trò quan trọng của người nông dân. Đối với xã hội. Rồi tiếp theo là bài tập số 2. Viết hai đoạn kết bài theo hai cách đã biết cho một trong bốn đề văn sau đây. A. Tả một người thân trong gia đình em. B. Tả một người bạn cùng lớp hoặc người bạn ở gần nhà em. C. Tả một ca sĩ đang biểu diễn. D. Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích.
D. Đoạn kết bài không mở rộng, đoạn kết bài mở rộng. Tức là các em sẽ chọn một trong bốn đề văn ở dưới đây. Các em sẽ viết hai đoạn kết bài. Thì viết hai đoạn kết bài này theo hai cách, đó là đoạn kết bài mở rộng và đoạn kết bài không mở rộng. Thì đây cô ví dụ đoạn kết bài không mở rộng ở đề A. Thì đầu tiên các em nhớ ở đây kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng là như thế nào? Đoạn kết bài không mở rộng tức là nêu nhận xét chung hoặc nói lên cái tình cảm của em với người được tả. Còn kết bài mở rộng là từ cái hình ảnh và hoạt động của người được tả, các em suy rộng ra các vấn đề khác. Thì đầu tiên ở đây đoạn kết bài không mở rộng mà chúng ta sẽ nêu nhận xét chung hoặc nở lên tình cảm của em đối với người được tả. Ở đề A, em rất yêu quý chị hai, em muốn mình lớn lên cũng giỏi giang và dịu dàng như chị vậy. Nói như vậy thì kết bài không mở rộng này các em sẽ thấy là nêu nhận xét chung và nói lên cái tình cảm của em với cái người được tả. Rồi tiếp theo đoạn B cũng vậy. Vì gắn bó với nhau như vậy nên em và Lệ đều mong muốn sau này hai đứa mãi thân thiết với nhau, tình bạn ngày càng bền chặt. Ở đoạn C, em rất thích xem Hải Như biểu diễn nên em mong bạn ấy luôn có sức khỏe tốt, giữ được giọng hát của mình để tiếng hát ấy ngày càng vút cao hơn. Rồi đề D, tiết mục biểu diễn của cô Hồng Vân và nhóm hài của cô ấy kết thúc, mọi người vừa cười vui vẻ vừa vỗ tay tán thưởng, em cũng dành cho cô ấy một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Rồi tiếp theo là kết bài mở rộng. Kết bài mở rộng thì từ cái hình ảnh và cái hoạt động của người được tả thì các em sẽ suy rộng ra các vấn đề khác. Ở đề A, chị hai em giỏi giang, dịu dàng lại xinh đẹp như vậy nên trong xóm mọi người ai cũng yêu quý chị. Hôm trước đi học về ngang nhà chú Tư hàng xóm, em nghe cô Tư nói với bé Na: Na ăn mau chóng lớn để xinh đẹp và giỏi như chị hai nhà bác Tùng kìa. Bé Na nghe mẹ nói vậy cười toe toét. Em nghe vậy thấy trong lòng mình vui lắm, em yêu chị vô cùng. Đề B, Lệ vẫn nói với em rằng bạn ấy mong muốn mai này khi lớn lên sẽ trở thành cô giáo. Em tin rằng bạn ấy sẽ thực hiện được ước mơ của mình, vì bây giờ không những bạn ấy học giỏi chăm chỉ mà còn tốt bụng với mọi người. Trong lớp ai cũng yêu mến Lệ. Em rất vui khi có một người bạn thân như Lệ. Tiếp theo đề C, bài hát kết thúc trong sự cổ vũ của mọi người. Mỗi lần xem Hải Như biểu diễn em lại càng yêu mến cô ca sĩ nhí với giọng hát vui tươi, hồn nhiên ấy. Em thầm nghĩ mai này lớn lên Hải Như sẽ trở thành một cô ca sĩ thành danh. Em tin là như vậy. Tiếp theo đề D, khi tiết mục biểu diễn kết thúc, cô Hồng Vân và nhóm hài của cô cúi chào khán giả trong tiếng pháo tay giòn giã và tiếng cười sảng khoái của mọi người. Bà em luôn nói, những nghệ sĩ hài thật sự rất quan trọng. Họ đem tài năng và sự dí dỏm của mình ra để giúp mọi người trút bỏ phiền muộn. Hãy biết yêu quý và trân trọng họ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt. Cô chào tạm biệt các em.